Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicofa vừa công bố báo cáo cho biết, niên vụ cà phê 2014-2015 đã thu hoạch xong với sản lượng giảm 20% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ chưa dừng lại và sẽ tiếp tục giảm trong niên vụ tới. Theo báo cáo của Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicofa, giá cà phê trên thị trường bán khống đang ở mức thấp, còn giá trên thị trường hàng thực lại cao hơn. Giá cà phê Việt Nam hiện nay quá thấp, chỉ 38.600 đồng một ký, khiến nông dân và nhà xuất khẩu đều bị thua lỗ, nhất là các doanh nghiệp tham gia thị trường bán hàng trường lùi. Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, dự kiến lượng xuất khẩu tháng 4 chỉ đạt 110.000 tấn với kim ngạch khoảng 225 triệu đô la Mỹ. Dự kiến 4 tháng đầu năm 2015, lượng xuất khẩu chỉ đạt khoảng 465.000 tấn với 968 triệu đô la Mỹ kim ngạch, giảm 41,8% về lượng và giảm 39,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Với tình hình bất ổn của thời tiết, hạn hán nghiêm trọng, tỷ lệ diện tích cây cà phê và cỗi vẫn tiếp tục tăng trên 30%. Vicofa nhận định, sản lượng và xuất khẩu cà phê của Việt Nam niên vụ tới 2015-2016 sẽ tiếp tục giảm.